xin chào tất cả các quý vị khán giả yêu quý của kênh DVH Audio nha. Hôm nay thì lại lên clip mới cho các bạn xem đây. Tiếp tục là series phim về thanh lý. Thì hôm nay thì lên clip thanh lý của anh bạn mình. Chán chả muốn làm nữa thì anh bán hết đồ rồi, đi làm show cưới. Thì mới đầu tư được 1 năm thôi. Đúng là người ta bảo là đôi khi là người chọn nghề nha, đôi khi lại cũng lại là nghề chọn người các bạn ạ. Sắm loa đi làm show cưới các thứ, nhưng mà xong không làm ăn được nữa. Chán chả làm ăn được nữa thì bán hết loa máy các thứ, thanh lý tùm lum tà la ra rồi. Đấy thì còn nay có mixer thì gửi mình bán hộ. Thì cái mixer là Dynacore D1000 các bạn nhé. Thì con này là mixer không liền công suất đâu, mixer bình thường thôi. Con này thì là hàng trung ương Trung Quốc các bạn nhé. Đấy thì cũng rõ ràng quan điểm với các bạn luôn. Con này anh mới mua năm ngoái thôi. À là mới mua năm 2017. Mới mua cuối năm 2017. Đây anh mua cả con đẩy nữa, con đẩy là cũng nhờ mình bán hộ này. Thì con này thì 2018, con này là 2017 hay 2018? Con này 2018 rồi. Tầm tháng mấy 2018 đấy? Anh ấy bảo không rõ tháng mấy 2018 đâu. Thì con này thì là gồm có 14 line các bạn nhá. Gồm có 14 line thì trong đó thì nó có 6 line. Đây, 6 line là mono và 4 line là stereo. Đây thì nhạc thì mình đang cắm qua điện thoại và đang cắm ở line số 11, 12. Đây đèn nó đang nháy nháy này. Đấy thì nhạc thì mình đang cắm từ cục đẩy này sang từ mixer sang cục đẩy và đang oánh ra cái loa 725 kìa. Đang oánh một chiếc loa 725 rồi các bạn nhá. Còn đâu súp thì mình không oánh đâu. Bây giờ thì sẽ test qua về cái chất âm, test qua về cái chất âm này cho các bạn xem này. Đây. Nói chung tất cả các cái đường này thì mình đã kiểm tra rồi. Mình đã kiểm tra được toàn bộ 14 line. 14 line này thì là ok hết, không bị sột soạt, không bị xì xèo gì đâu. Đây nhạc này các bạn nhá, đẩy nhạc lên này. Đấy, nghe nhạc rất là hay, rõ ràng. Nói chung là giá cả nó cũng phải chăng thôi. Ở đây là micro mình đang cắm line số 1. Lát nữa thì mình sẽ test hết từng line cho các bạn xem. Đây, bật mic lên. Bật chưa nhỉ? Alo, 1, 2, 2, 2, 1, 2. Đấy, các bạn nghe này. Để tắt effect cho nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Nghe cái tiếng mic nó sáng cực kỳ luôn. À, có khi anh Hiên chạy ra kia cho khán giả xem, nghe cái tiếng mic nó sáng luôn, quay thẳng vào loa ấy. Quay hôm nay thì sử dụng cái micro này là CAF P8 nhé các bạn nhé. Đấy mình đang nói cái tiếng mình đang nói qua loa này, rất là sáng tiếng luôn. Bây giờ bật effect lên này. 1 2 3 4 5 5. Đấy cái tiếng cái tiếng xì của mình, cái tiếng của mình xì ra nghe nó rất là sáng, nghe cái tiếng xì nó rất là sáng và rõ ràng. Nói chung là con này thì mixer này thì tiếng khá là hay rồi, effect khá là hay, tiếng sáng. Đã, bật effect lên nào. Alo 1 2 3 4 5 6. Rất là hay các bạn ạ. Thôi bây giờ đây, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra từng line, sẽ kiểm tra từng line của cái chiếc bàn mixer này xem nó hoạt động, để cho các bạn xem là nó đang hoạt động, tất cả đang hoạt động bình thường các bạn nhé. Đấy, micro thì cực kỳ sáng tiếng rồi, rất là sáng tiếng luôn. Và bây giờ thì sẽ cắm sang các cái line số 2 này. Bây giờ các cái nào mình không dùng đến thì mình cứ tạm mình mua te hết đi. Cái này mình cái này thì là gain đầu vào các bạn này, gain đầu vào thì cái con mic này thì cái độ nhạy như vậy thì mình cứ để hết nó giống nhau đi. Cắm sang đây này. Alo 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4. Ok nhá, line số 2 hoạt động ngon lành nhá. Tiếp tục sang line số 3 này. Alo 1 2 3. Bật effect lên nhá, bật nhạy này. 1 2 3 4 5. Do mình đang đứng ở phía ngang thân loa mà không đứng ở trước loa nên là không thể nào nó nghe nó hay như đứng ở đằng trước loa được. Tiếp tục line số 4 nào. Alo 1 2 3 4 5 6. Ok, line số 5 này. Alo 1 2 3. Line này không kêu à? Đây chắc là cái này này, cái nút này chắc để lâu nó bẩn này. Bởi lẽ alo không bị kêu, như ấn nhả ra phát là kêu luôn. Alo 1 2. Đấy, hoạt động bình thường hết các bạn nhé. Tiếp tục sang line số 6 này. Alo 1 2 3 4 5. Ok, line số 7 đây. Alo 1 2 3 4 5. À đây, line này thì chưa bật effect. Bật effect chưa? Cái này thì nó là line stereo rồi các bạn nhé. Lo 1, 2, 2. Nào, tiếp tục sang line số 8 nào. Alo 1, 2, 3, 4. Ok,
Và bây giờ sẽ test sang cái line số 13, 14. Còn line này thì đang bật nhạc rồi. Alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo. Ok, line số 13, 14 ok nhé. Còn line này thì bật nhạc này. Line này bật nhạc thì đẩy nhạc lên này. Cái gì này? Đây, line này thì đang bật nhạc các bạn nhé. Đây, mấy line này thì mình sẽ test ở cắm bằng stereo đi. Đây, chút ra. Mấy cái line stereo để cắm nhạc này. Đây, đẩy lên nhá. Nhìn này. Đấy, rất là rõ. Không bị ù xì một tí nào luôn. Nghe nhạc hay, con này nói chung là con này thì nhạc khá là hay. Hàng zin luôn, mới mua năm ngoái. Đấy các bạn thấy không? Rất là hay nhá. Quên đường này. Đường này vẫn bật effect. Quên đấy, bật nhạc nó có cả effect mà nghe rất là khó nghe. Đấy thì con này thì hàng trông khá là đẹp, nó chỉ bụi bặm thôi chứ nó không bị hoen gì, không bị gì đâu. Đây là mặt lưng của nó này. Con này thì đẹp luôn, để các bạn nhìn này. Không xước xát gì nhá. Không xước xát gì cả. Không xước xát mới, rất là đẹp. Rồi con này anh ấy mới mua năm ngoái mà. Bán cho các bạn giá cực kỳ phải chăng, hợp lý thôi. Đẹp lắm. Đây, hai bên thì nó ốp nhôm này. Đây, nó ốp cái miếng nhôm hai bên này. Rất là đẹp, bên này anh vậy, có miếng nhôm. Rất là đẹp, và effect thì là effect stereo nha các bạn nha. FX1, FX2 này. Thì là mỗi bên là gồm có 100 chế độ. Đây, đây cái này. Đây, mỗi cột này là 100 chế độ thì mình đang để số 5. Số 5 này thì là revert nhé. Đây các bạn nhìn nó ghi ở trên này là từ 1 đến 10 là reverb hair này. Còn bên này là 55 này. 55 này thì là từ 55 thì là nó ở trong cái đoạn từ 51 đến 60 này thì là delay, mono delay. Đây có khi test lại cái tiếng effect cho các bạn xem. Con này thì effect thì quá là ngọt rồi. Effect thì rất là ngọt luôn. Bật line số 1 lên này. Alo, alo. Đâu nhỉ? Lại không kêu tắt đẩy rồi. Alo, đẩy vẫn chạy đây. Bật mute lên. Alo, 1, 2. Đây này, bây giờ thì sẽ test qua cái tiếng effect cho các bạn xem nhé. Effect của nó đang số 55 này thì là delay mono. Anh quay hướng đến khán giả xem nó ngược mắt, đứng sang bên này mà quay. Đây này, delay mono thì các bạn nghe cái tiếng nhảy của nó nhé. Alo, 1, 2. Bây giờ sẽ tăng tiếp rồi. 1. Cái này thì ngắn hơn. 1, 1, 1. Cái này thì nó chậm hơn này. Alo, alo, alo. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Đấy các bạn thấy không? Nó rất là nhiều chế độ effect. Thì bên này thì là, tức là hai cái cột này nó có thể giống nhau và nó có thể hoán đổi vị trí cho nhau được nhá. Ví dụ mình đang dùng chế độ là 5 và 55 thì là nó hát này nó ổn nhất. Mình cũng có thể cho bên này 55 và bên này 5. Hai cái cột này nó giống nhau à? Thì nó là stereo effect. Rất là hay, rất nhiều chế độ. Bây giờ tắt cái bên này đi. Bây giờ test cái reverb bên này. 1, 2. Bật on effect lên. 1, 2. Đây các bạn thấy không? Nghe cái tiếng reverb này. Reverb nó hay phết. Đã nghe thấy tiếng xì không? Rồi, thử các chế độ khác nhé. 1, 2. Nghe tiếng xì nó hay cực kỳ luôn. Anh Hiên ơi, quay hộ cái loa về đây cái. Quay đây cho khán giả nghe cho nó rõ. Loa ra đằng đấy khán giả nghe cũng không rõ. Đây, cái này nó rất là nhiều chế độ luôn. Đấy các bạn thấy không? Về loa, đưa loa về cái này. Rồi, alo, 1, 2. Đang nghe các cái tiếng effect của nó nhá. Sang các chế độ khác xem nào. Alo. Sang đến số 9 này thì nó dài quá. Nói chung là mình cứ hát mình cứ để 5, 5, 5, 5 hoặc là 4, 5, 6 thì sẽ hát là sẽ ổn nhất các bạn nhé. Sang số 6 này. Lo. Đây bây giờ kết hợp cả intro và reverb, các bạn nghe cái tiếng kết hợp của nó nhá. Lo. 1, 2, 3. Này hơi nhiều nhại, để 5 và 5, 5 cho intro và reverb ít đi một chút, nhiều quá. Lo. 1, 2, 2. Đấy, nếu mà các bạn mà làm karaoke cho dân dã, cho nhân dân họ hát thì phải để echo nó nhiều hơn reverb một chút thì người ta mới dễ hát. Đây thì mình để cái phần bên này này, echo và reverb này thì mình để echo nó nhiều hơn reverb một chút thì người ta hát nó mới mềm giọng, nó dễ hát các bạn nhé. Alo. 1 2 3 4 5. Đấy thì các bạn nếu mà làm cho nhân dân hát thì cứ để chế độ như này sẽ dễ hát. Còn nếu mà cho ca sĩ, nếu mà làm cho ca sĩ hát thì mình cứ để echo và reverb nó vừa vừa thôi. Ca sĩ thì người ta thích reverb hơn thì để cho cái cột reverb nó cao hơn cột echo một chút.
Alo, 1, 2, 2. Đấy các bạn thấy không? Cái tiếng revert nó rất là dài, nó kéo dài về phía sau và nó mượt. Nghe nó êm cực kỳ luôn. Nói chung là con này thì các bạn đi làm show mini, hoặc là làm tiệc cưới các thứ, nói chung là cho thuê loa đài để mang con này đi thì rất là ổn. Hình thức đẹp các bạn nhé, rất là zin, hàng nguyên zin rồi và hình thức thì rất là đẹp. Đấy, nhiều chế độ effect, mỗi cột 100 chế độ mà thì mình kết hợp giữa echo và revert để cho nó ra cái tiếng effect nó hợp lý nhất các bạn nhé. Mình cứ kết hợp sao cho mình nghe nó vừa tai nhất có thể là được. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, nghe cái tiếng revert này, nó dài, dài và rất là mịn đằng sau. Rồi ok, thôi tắt bỏ thôi. Tắt bỏ con này là ồn quá, con này là quạt nó kêu hơi to. Thì đấy, thì trên đây thì mình đã giới thiệu cho các bạn về cái chiếc bàn này, mixer D1000 này. Zin, đẹp, long lanh rồi, con này quá là long lanh rồi. Thì các bạn mà có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với mình nhé. Thì bên mình giao hàng toàn quốc, giao hàng toàn quốc cho các bạn, dù các bạn có ở nơi đâu, nếu thực sự có nhu cầu thì đặt cọc cho mình một chút thì mình sẽ gửi hàng đến tận nơi, các bạn nhận hàng, kiểm tra, thanh toán nốt cái phần còn lại các bạn nhé. Chứ còn nói thật là với những cái hàng kiểu như này, đồ điện tử như này mà mình bán giúp thôi, lãi lời trả được là bao, mà chẳng may mà các bạn ví dụ nhà đặt hàng cho nó vui mồm ấy, trả cọc trả kèo gì gửi đi rất là ngại, đến lúc gửi đến nơi là bảo thôi anh lại không thích lấy nữa đâu, hay là anh gì gì đấy, anh lại mua chỗ khác rồi hay gì gì đó, lý do ABC YZ gì đấy, thì mình sẽ rất là không hài lòng. Nên là các bạn mà có mua hàng này vui lòng cọc kèo cho mình một chút thì làm tin thì mình sẽ gửi hàng đi cho các bạn. Còn hàng còn máy móc thì đây, như mình test lên đây cho các bạn thì toàn bộ tất cả các cái chức năng này hoạt động bình thường hết các bạn nhé, tất cả các chức năng hoạt động bình thường hết và không có vấn đề gì cả. Đấy, không có vấn đề gì cả. Này rất là nhiều các đường này, các đường main left, main right, rồi các EQI output, nói chung là rất là nhiều đường. Các bạn thích cắm đường nào cũng được. Cái này đường này để cắm cái đèn nhé. Cái này cắm được một cái đèn để khi mà các bạn làm chương trình buổi tối cắm cái đèn lên đây thì nó sẽ sáng. Nhưng mà cái bộ đèn này người ta bán rời chứ người ta không bán kèm cái bộ này. Nó hơi oái oăm một cái đoạn đấy. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Xin chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Nhớ ấn đăng ký kênh của DVH để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.